Thưa quý vị, hôm nay mùng 1 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang vừa cho biết đã khởi tố bắt tạm giam nhóm đối tượng giang hồ của Văn Thế Sự với danh xưng Cọp bãi bổn ở Phú Quốc về hành vi giết người. Theo đó, các đối tượng này gồm Văn Thế Sự tự xưng là Cọp bãi bổn, 35 tuổi, Huỳnh Văn Lắm 39 tuổi, Lý Minh Thương 37 tuổi, Lê Quốc Thanh 45 tuổi và Vũ Minh Hiếu 26 tuổi để điều tra về hành vi giết người. Trước đó vào tháng 10 năm 2022, Vũ Minh Hiếu, đàn em thân tín của sự, xảy ra mâu thuẫn, đánh thiếu niên 14 tuổi ở xã Hàm Ninh. Ngày 8 tháng 10, người nhà của thiếu niên này kéo đến nhà trọ của Hiếu để nói chuyện. Hai bên cự cãi dẫn đến xô sát đánh nhau. Nhóm người nhà của thiếu niên gọi thêm người mang theo sao tự chế. Lúc này, nhóm của Văn Thế Sự lấy sao gậy để đánh lại nghi phạm sự dùng ô tô tải lái đâm thẳng vào nhóm của đối thủ, khiến một người ngã xuống lề đường, liền bị Hiếu cùng đồng bọn dùng dao chém nhiều nhát và đập phá xe. Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Văn Thế Sự cùng Huỳnh Văn Lắm là hai người cầm đầu bằng nhóm chuyên hoạt động tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà, lắc tài xỉu, giải quyết tranh chấp chiếm đất trên địa bàn của xã Hàm Ninh, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang nhóm này rất manh động liều lĩnh luôn chuẩn bị sẵn sàng hung khí để giải quyết mâu thuẫn với các băng nhóm khác thường xuyên vi phạm pháp luật gây mất an ninh trật tự hoang mang lo lắng cho người dân tại địa phương